Hello, ta chào khỏ, xin chào các bạn, mình là Vân Anh. Hôm nay chúng ta cùng nhau phân tích và tìm hiểu bài khóa bài 6 và bài 7 của giáo trình Hán ngữ 1 bản cũ. Và mình cùng nhau học nha. Đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài số 6. Chưa sư si, vắng lão sư, si. đây là thầy giáo vương. Chưa sư si, vắng lão sư. Si. Si, chưa sư si, vắng lão sư. Si. Lão sư, si, chưa sư si, Chưa đây là vắng lão sư, si, thầy giáo vương.

Nì mân khó, khoan yếng nì mân. Nì mân là các bạn. Khó ở đây, nì mân khó là chào các bạn. Khoan yếng, hoan nghênh. Nì mân, các bạn. Nì mân khó, khoan yếng nì mân. Nì mân khó, khoan yếng nì mân. Chỉnh chín, chỉnh chua. Nì mân khưa tiền sân mọ. Chỉnh chín, mời vào. Chỉnh, mời，坐，ngồi，你们，các bạn，khưa，uống，t ể chút hay một chút，什，么，cái gì，khưa t ể n g 什，么，uống chút gì，请进，请坐，你们喝点什么，请进，请坐，你们喝点什么。我喝咖啡，我喝，em uống。 Cà phê, cà phê Ủa hơ cà phê? Ủa hơ cà phê? Ủa hơ trà? Ủa hơ, em uống Trà, trà Ủa hơ trà? Ủa hơ trà? Chỉnh bạ Chỉnh, mời Bạ là trợ từ ngữ khí Đi nào nhé Chỉnh bạ, mời nhé Chỉnh bạ, chỉnh bạ 谢谢，感恩，谢谢，谢谢。sau đây chúng ta cùng nhau nghe lại bài khóa nha. 这是王老师。老师，这是我朋友。老师好。你们好，欢迎你们，请进，请坐。你们喝点什么？我喝咖啡。 Tôi uống trà. Tiếp theo chúng ta cùng nhau sang bài số 7. Tôi học tiếng Hàn. Tôi học tiếng Hán Tôi học tiếng Hàn. Xin hỏi. Xin hỏi là xin hỏi. Xin hỏi là xin hỏi. Nên là Ngài. quê xương là quý tính, tức họ cao quý. Nên quý xương là quý tính của ngài tức là hỏi bạn họ gì chỉnh vân nín quê xiêng chỉnh vân nín quê xiêng ủa xiêng trang ủa tôi <laughs> xiêng họ trang trương ủa xiêng trang ủa xiêng trang nỉ treo sấn mà miếng dự nỉ bạn treo gọi sấn mà miếng dự miếng sự là tên sấn mợ gì sấn mợ miếng sự tên gì nhỉ treo sấn mợ miếng sự bạn gọi tên gì tức là hỏi bạn tên là gì nhỉ treo sấn mợ miếng sự nhỉ treo sấn mợ miếng sự của treo trang tung của treo tôi gọi hay tôi tên trang tung trương đông của treo trang tung của treo trang tung Nì SỰ nà của rấn Nì SỰ, bạn là Nà nào Của nước hay đất nước Rấn người Nà của rấn người nước nào Nì SỰ nà của rấn Nì SỰ nà của rấn trung của Nì sư của rấn tôi là Trung của Trung Quốc Rấn Người Trung, quốc人, người Trung Quốc người Trung Quốc. bạn là người nước nào? Trung Trung tôi là Mỹ quốc, nước Mỹ, rấn Mỹ người Mỹ. Quốc人, người Mỹ. 我是美国人，我是美国人。你学习什么？你 b 学习好什么 c á 你学习什么？你学习什么？我学习汉语。我学习对好汉语 t i 我学习汉语。我学习汉语。 Khai ủy nán ma Khai ủy tiếng Hán Nán khó ma Không Khai ủy nán ma Khai ủy nán ma Khan sư khẩn nán Pha yin bú thai nán Khan sư chữ Hán Khẩn nán rất khó Phá yin phát âm Bú thai nán không khó lắm Khan sư khẩn nán Pha yin bú thai nán 汉字很难发音不太难們白请问您贵姓我姓张你叫什么名字我叫张东你是哪国人我是中国人你是哪国人 我是美国人。你学习什么？我学习汉语。汉语难吗？汉字很难，发音不太难。 Và như vậy chúng ta vừa cùng nhau phân tích và tìm hiểu bài khóa của bài 6 và bài 7 giáo trình Hán ngữ 1 bản cũ. Hy vọng video này đã mang lại một số kiến thức hữu ích cho các bạn trong quá trình học tiếng Trung. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo. Xin thiên chiều tà trưa bạn. chia chế tài cha. Chê chiên.